Hello tất cả các bạn. Video này mình sẽ chơi một số game trên iPad nha. Chúng ta cùng bắt đầu vào game đầu tiên. Một loại game chạy. Đó, ra nào, play. Úi xồi ôi. Mình đang bị một đàn vượn đuổi các bạn ạ. Chạy rất là nhanh. Mấy con vượn bốn chân mà nó không thể đuổi được. Ui, thằng này mệt đấy, nhảy cứ hự hự luôn. Xoạc ấy, trời ơi. Chúng ta sẽ đến mỏm đá này, lên kiểu mấy cái bờ đá. Chỗ này hơi khó chạy. Ui mấy con kia không biết còn đuổi đằng sau không. Ôi no, mình đã bị rơi xuống nước rồi. Lại nào, nhanh quá không kịp. Sang trái đi. Ra phải nhiều rồi. Phải mỗi lần nhảy đến phải dặn cái. Ui ôi ôi, tí toàn mày quá. Còn kịp đây. Chúng ta lại nhảy lên những cục đá này. Trên này rất khó chạy. Nó gồ ghề. Nên mình chạy cẩn thận ở trên nó. Trượt chân cái là ngã sấp mặt ấy. Ui phun lửa luôn. Nhảy lên trên. Ít xài nhảy ra ngoài. Ui phun lửa. Ui ôi ôi. Vì mấy con vượn này đuổi. Kinh quá. Ôi no, trượt chân rơi xuống nước rồi các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ chuyển game nào. Như này Samurai. Chúng ta bắt đầu nào. Ui dồi ôi. Quay lại chém vào phát vào người ạ. Chết chưa? Chém, ôi chết luôn rồi còn đâu. Rồi xong cái này ạ. Chen à, bọn này đứng ở trên này bắn này. Xịt. Ui giết được nó nhưng mà vẫn trúng đạn các bạn ạ. Một chém này, thằng kia định lấy cửa chặn này, định chặn này, bọn này định chặn này. Đấy. Ui không. Không được các bạn ạ, à. Cứ đến đằng cuối là nó bắn chết mình. Tông thẳng mặt thằng kia luôn. Bùm, bắn ấy. Bắn đi. Đất đôi người chưa, còn bắn được không? Bắn cho bạn ăn. Láo nhéo, chọn cháo ngay chứ vậy. Tiếp là các bạn. No, lần này mình phải cứu cứu cô gái này. Tiếp theo là một thằng phun lửa. Mày phun lửa với ai? Về đích nào. Sợi. Điệu bay này đúng điệu bay của những sát thủ ninja. Nhưng xin lỗi đây là samurai. Bùm bùm. Ui ôi đất thằng kia mấy mảnh nhỉ. Continue. Tiếp ạ. Đây là boss các bạn ạ. Cửa cổ mình, cửa cổ ai. Một thằng. Xem, xem. Đất đầu không nói nhiều. Chết tươi. Không phải đất đầu mà đất người, đất thân luôn. Ưa vật đâu nhỉ? Ở đây, ở đây. Bay xuống nhau ạ. Mày cầm búa à? Chém. Ui bố này cầm cả ghế luôn ạ. Chém tan cái nhà này ra. Trời ơi quá tuyệt vời.
Ôi, thế thôi mình chuyển game tiếp nhỉ. Tiếp theo là game ăn trộm. Theo cà theo. Dân chưa đến. Đây rồi, mình sẽ đột nhập vào nhà này nha. Oh my god, nhà này có chó các bạn ạ. Mình đã lấy chìa khóa rồi. Nhiều khóa. Đây đi rồi. Tiếp theo mình sẽ mở cửa đây nha. Oh no. Sao bà già có thể thấy được nhỉ các bạn nhỉ? Này, thật không thể tin nổi. Mình sẽ phải dình dình đi đằng sau bàn này thì bạn sẽ không thấy nhỉ. Lấy được một nồi súp khả khả. Chuồn thôi, chuồn chuồn chuồn. Hình như mình đã lấy được đủ các đồ rồi. Chậm rãi, chậm rãi. Chậm rãi nào các bạn. Chuồn. Chuồn tuyệt vời 3 sao các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game Zombie Tatsunami nha. Chơi luôn. Mới vào ăn một thằng kia luôn. Bốn thằng mình phải có bốn thằng thì mới quẩy được cái xe đấy. Một đớp, ui mỗi khi đớp người nó há mồm rất rộng luôn. Ôi còn bốn thằng chết mà thằng đầu tiên rồi. Năm thằng rồi các bạn ạ. Ô, biết thế mình hút cái kia nhỉ. Chào mừng chúng ta đã đến với... Ôi, no. Mình không để ý chút nào. Ui. Ui thật. Tích đầy cái đấy mình mở ra. Là nào. Một cắn nữa này. Một cắn nữa này. Sao? Nhảy qua đây. Những tòa nhà bên kia đã bị bọn zombie này nó chiếm hết rồi. Vẫn có người cầu cứu ở ngay góc cây cầu kìa. Cầu cứu á, một lúc nữa tôi đến cứu nhá. Cứu cho trở thành zombie luôn. Đây rồi, ui một con rồng các bạn ạ. Càng ăn được nhiều thì chúng ta sẽ dài lên. Đấy, dài ra này. Ui, dài ra rồi. Hết rồi. 12 thằng. Được của nó. Không có máy bay nào để mình hút cái máy bay ấy nhỉ. Có máy bay 12 thằng mà. No. Xe cảnh sát dám chắn đường à. Rơi nhiều quá nhỉ.
rất nhiều coin bị rơi rồi các bạn ạ. Ôi ôi, vẫn 8 nào, 9 nào. Không bớt đi cho nó đỡ khó chơi nhỉ. Tiếp theo chúng ta được một hỗ trợ là một cái sóng biển. U quại chẳng hết nào. Ok, ok tất cả mọi thứ. Bay coi đây nào. Ôi 8 thằng chơi được, mình đang có 21 con mà. Ôi. Oh no. Không tin nổi. Chúng ta đã bị lừa phát đó. Thôi. Mình sẽ chuyển game nha các bạn. Tiếp theo là Subway. Mình chạy các bạn ạ. Chạy luôn, không nhận trừ nữa. Chúng ta bị một ông béo đuổi nhá. Ông béo cho ông này bảo vệ ở cái đường tàu này. Hoặc là một ông công an. Yeah, rất là quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta. Nhưng mà không phải tuổi thơ của tôi. Tuổi thơ của tôi là Trăm Châu. Vừa chạy vẫn vàng ăn vàng. Ôi 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 ôi, nhầm bê rồi, tôi đã không chú ý chứ nào. Lại nhá, chúng ta sẽ chơi lại nào, bắt đầu. Rất nhiều vàng. Cái này các bạn ấn hai phát màn hình sẽ được một chiếc ván trượt. Đây, đó, ấn cho bạn xem luôn. Sao mình ấn vàng? À, chữ A. Chữ A đây rồi, trong từ map. Chúng ta còn hai chữ giờ và tờ nữa là ghép được. Ô chữ này. Úi ôi ôi, chưa tàu hỏa tí nào. Úi ôi, vẫn có ăn vàng. Tí toàn các bạn ạ. Úi ôi. Quái tôi mà ham ăn vàng tiếc là vỡ mặt rồi. Mình thu thập được một lọ sơn nha. Kia trên góc tay trái chúng ta thu thập lọ sơn ở góc đấy. Đầy lọ sơn thì không biết sẽ được cái gì đây. Rồi, ăn cái bật nhảy. Đó, lên đây ăn được rất nhiều thứ. Chúng ta ăn quả nấm châm này. Ui, không, đập ngay vào cái tàu hỏa này. Thôi, mình sẽ chuyển sang game khác nha. Hola yo. Game này chúng ta sẽ ăn tất cả mọi thứ các bạn ạ. Để to lên. Mà ăn cả bọn kia nữa. Rồi mình ra ăn mấy cái bụi này chưa. Tích tiểu thành đại các bạn ạ. Mình sẽ phải ăn những cái bụi bé này. Bọn này nó bỏ toàn bỏ qua cái bụi bé. Mình thì không, sơi hết nha. Cây dừa này. Ui thằng kia to thế. Chuồn. Có thể né né lấy ra tính. Nó giết chúng ta bất cứ lúc nào ấy. Đây này, ăn mấy hòn đá ngay này. Rồi to hơn rồi, lần này chúng ta có thể dễ dàng ăn nhiều thứ khác hơn. Ăn được mấy cái thuyền bé bé này này.
Và đây có rất nhiều thứ để ăn này. Tuyệt vời. Chú ý hết xuống đây ạ. Ồ, lên top rồi các bạn ạ. Chín nhỉ? À. Mình đã trở thành vua. Còn 1 phút. Ba. 1 phút này mình sẽ tấn công bọn kia. Nào. Chúng mày đâu? Đến đây nào. Một con chạy đâu hết nắng. Con hồng ạ. À. Hai con này. Đấy là con xanh còn sống. Chết luôn. À, con mình đã thấy một con khá là to, con lợn này nó đang ăn rất nhiều thứ ở bên này các bạn. À, nó to ngang mình á, trời, úi ôi ôi, nuốt chửng luôn, vừa khít. Bọn kia ui còn nhiều ấy, ở dưới nấp dưới kia nó còn 10 giây thôi, mình không thể đến ở chỗ này. Thằng vàng này ăn luôn, ăn luôn. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ là không thể ăn được bọn này các bạn. Chán thật đấy. Mình lại à. Tầm 1 với 20 sao. Play. Rồi lần này chúng ta sẽ ăn ở trên đường phố nha. Úi, 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 ôi, ôi. Ai sợ người to nhất đấy, thằng này định làm gì? Thằng này định làm gì? Thằng này đã có chớm một phát lên làm vua. Giờ thì mình đã nuốt nó luôn. Lão nhéo là cho cháo này. Thằng con chuột này chạy đâu hết nắng. Tiếp theo đến cái thằng con lợn này, nuốt luôn. Mình sẽ nuốt hết, không thể để bọn này lộng hành tiếp được. Thế là con lợn vẫn còn một con lợn này. Chạy đâu cho hết nắng. Ui, mắc kẹt rồi. Mồm to quá, nuốt hết cái nhà một lúc nên đã bị hóc. Còn mà cả rồng này. Hai thằng đấm nhau là chết à? Đây rồi. Sao Đây xin rồi, giới hiệu xuống đây. thằng đấm phải chơi lại chứ. Đây rồi. Bây giờ mới không được thì phải Thằng tăng thằng xanh đấm lá cây. đúng không? Thằng xanh lá cây à. Có được thì một chút Nhanh xíu. nhanh, còn 1 phút nữa các bạn à. Mình sẽ sang săn nốt mấy kìa. À, xanh lá cây vẫn sống này. Vẫn sống thì giờ chết nha. Tiếp nào, sang đây. Ơ, nó vẫn sống luôn nhỉ. Chạy đâu hết nắng. Thôi mình xin kết thúc video tại đây thôi. Xin chào các bạn Con nhé. thằng xám này, to này, thằng xám này cũng to các bạn ạ. Thằng xám top 2 này. Thì cũng gục ngay lập tức. Này, top 2 này. Vẫn được hồi sinh luôn. Này thì hồi sinh này. Mình sẽ ra ăn nốt hai thằng góc này. Hai này đang đánh nhau bên này á. Úi ôi, bọn này chỉ bằng một góc của mình thôi. Cho xuống hết. Cho xuống hết. Nuốt hết. Hết giờ. Chúng ta vẫn giữ vị trí top 1. Rồi. 20 sao. Tiếp theo mình sẽ chuyển đến game Server The Fit. Cá. Đây. Chúng ta phải rút những chiếc khóa này ra để cứu con cá này. Tuyệt vời. Chúng ta nhận được 20 vàng các bạn. Tiếp theo. Xem nào, mình sẽ phải chặn này lại. Đây, cho cái lửa này xuống. Cho nó chảy hết vào đây nhá. Đó, rồi mình mới cho cái nước này xuống nhá. Để cho cá sống. Rồi. Cho cá nó sống nhăn răng. Nhận được 20 vàng là hơi ít nhỉ. Tiếp theo. Đây mình có lẽ mình cho cái bên này. Cho cái bên này ra đấy các bạn. Đúng luôn. Sợ. Tiếp nào.
Đây tôi sẽ cho cái đống dung nham này xuống nhá. Để tôi cho tiền chậm rồi đã. Không cho. Đấy, nó chảy ra. Chảy hết xuống cái hố bên phải nhá. Không cái đống dung nham này nó gạt vào. Tiếp theo chúng ta sẽ mình sẽ cho nước xuống rồi. Đó, nước đổ vào chỗ con cá, thế là qua men, quá đơn giản, qua men rồi. Có lẽ là mình kết thúc video tại đây thôi. Chào cả các bạn nhé.